là phía trước đây là quý vị cũng đã thấy tụ điện nè. Nhà mà nằm sát tụ điện thì quý vị cũng đã biết là nó rất là ảnh hưởng như thế nào về đường dây điện. Và dây điện nó là cái vô hình. À, tới mùa mưa nha quý vị. Căn nhà ở phía dưới đây chắc chắn nếu mà mưa nhiều chắc chắn nó sẽ ngập. Chắc chắn luôn. Tại vì nó thấp hơn cái mặt đường Lê Hồng Phong của mình ít nhất là 50cm. Nên là chắc chắn là sẽ ngập. Và xung quanh ở đây là mình là kính. Thường mà xây nhà lầu lên thì đương nhiên là phải để cái phòng thờ ở trên. À, nhưng mà cái phòng thờ ở đây nó bị lỗi phong thủy, cái là cái toilet. Toilet nằm sát bên này. Với một căn nhà diện tích 48,5m², giá tiền là 2 tỷ 550 triệu. Và khuyết điểm rất là nhiều, lỗi phong thủy cũng rất là nhiều. Theo Như có phù hợp với lại quý vị không? Hãy cùng theo dõi video của Hưng nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tấn Hưng Nhà Phố, Hưng chuyên review nhà phố, đất nền, biệt thự, căn hộ tại thành phố biển Nha Trang. Và hôm nay Hưng có một căn nhà với giá là 2 tỷ 50 triệu tại phường Phước Long. Cách đường Lê Hồng Phong của mình chỉ có là 20m thôi. Và để Hưng giới thiệu cái vị trí rồi lúc đó Hưng sẽ đi vào bên trong căn nhà giới thiệu cho quý vị nha. Và ở đây thì mình di chuyển... đây là đường Lê Hồng Phong rồi, cái đường huyết mạch nó là song song với lại đường số 4 và đường vành đai 2. Và xung quanh ở đây thì quý vị cũng đã thấy trên tuyến đường Lê Hồng Phong này rất là nhiều tiện ích buôn bán. Nhưng mà khổ nổi con cái là cái chắn giao thông của mình thì mình sẽ di chuyển nó hơi bị xa thêm chút xíu thôi. Và đối diện của mình đó là trường tiểu học Phước Long 1. Vị trí ở đây mà mình di chuyển ra tới bãi tắm ngay chỗ công viên thanh niên đó quý vị là tầm khoảng chưa tới 2 km. Và ở đây thì mình cách dưới ngay chỗ bùng binh vòng xoay đường Nguyễn Tất Thành và đường Lê Hồng Phong thì tầm khoảng là chưa tới 100m nữa quý vị. Và đương nhiên nằm trong đất phường tại thành phố biển Nha Trang thì tiện ích không thể thiếu để cho quý vị mua ở và để mình định cư tại thành phố biển Nha Trang. Và cái căn nhà ở trên đây nó có cái gì thì quý vị hãy theo dõi hơn nhé. Và đây có con hẻm của mình. Con hẻm này chỉ rộng hơn 1m thôi quý vị. Tay của Hưng giang ra là được 1,5m rồi quý vị. Và cái điều đặc biệt cái căn nhà ở đây á là lỗi phong thủy rất là nhiều nha quý vị. Và lỗi phong thủy như thế nào thì quý vị hãy vào bên trong để mình cùng khám phá nhé. Theo như Hưng nghĩ á là rất là nhiều. Theo như Hưng nghĩ là rất là nhiều lỗi luôn và nhiều khuyết điểm luôn quý vị. Và đi vào bên trong để mình cùng xem và mình sửa chữa cái căn nhà này, lỗi phong thủy và khuyết điểm nó sẽ như thế nào. Và đây là cái căn nhà của mình đó quý vị. Thì căn nhà này với diện tích 48,5m², với bề ngang là gần 5m. Và theo như Hưng đã nói là khuyết điểm rất là nhiều và lỗi phong thủy cũng rất nhiều. Là phía trước đây là quý vị cũng đã thấy tụ điện nè. Nhà mà nằm sát tụ điện thì quý vị cũng đã biết là nó rất là ảnh hưởng như thế nào về đường dây điện. Và dây điện nó là cái vô hình thì quý vị không có thể nào mà phòng ngừa được. Và cái căn nhà này lúc trước Hưng có tới rồi, mới sơn lại được tầm khoảng nửa tháng thôi quý vị. Mới sơn lại mới nè. Thì bây giờ hãy vào bên trong xem thử cái lỗi phong thủy của nó như thế nào nữa nha. Và cái sân đây của mình là cái sân mà để cho xe máy. Hầu như cái sân này có chút xíu rồi quý vị. Và ở dưới đây cái lỗi phong thủy đầu tiên á là phía thường thường là quý vị xây một căn nhà mà một trệt một lầu á là hầu như là cái phòng thờ của mình hay để ở tầng trên. Nên là Hưng có tham quan rồi, Hưng thấy cái lỗi phong thủy ở đây nó là nhà vệ sinh á sát bên cái phòng thờ luôn. Nhưng hiện tại là mình chỉ nói ngắn gọn nó sẽ là phòng ngủ thôi, tại vì gia chủ không có để nội thất hay là bất cứ một cái thứ gì trong căn nhà này. Và quý vị mua sở hữu thì quý vị tùy ý và quý vị chỉnh trang lại căn nhà của mình. Thì đây là cũng không gian
thì quý vị muốn để phòng thờ ở đây hay ở trên lầu vẫn được, thì tùy quý vị về quý vị chỉnh trang lại. Và điều thứ hai đó là quý vị thấy cái căn bếp của mình, cái hướng nhà của mình là hướng đông nam nha quý vị, và cái căn bếp của mình nó cũng xây theo hướng đông nam. Và nếu như mà quý vị về mà đông tứ trạch, đông tứ trạch nha, là sẽ phù hợp với lại quý vị là đang là hướng đông nam. Và ở đây cái căn bếp này rất là cũ, và cái đường thiết kế á, wow, cái này là Hưng đã nói rồi, là chỉ lúc trước là rất là cũ và bây giờ là họ sửa sang lại cho nó mới, để cho quý vị khi mà vào bên trong xem thì nó đỡ mất cảm xúc hơn. Ở dưới đây hầu như là họ chủ yếu họ sửa lại để họ cho nó mới và bán thôi, chứ còn thật ra thì cũng chưa có tâm huyết mà để sửa chữa vào bên trong căn nhà này. Thật ra Hưng đi review nhà nào cũng vậy, có điểm tốt và điểm xấu như thế nào Hưng đều nói hết để cho quý vị dễ hình dung và đóng góp thêm ý kiến cho Hưng, chứ không có phải là chơi một căn nhà hay là khoen một căn nhà gì đó. Tại vì khi mình mổ xẻ ra hết thì mình sẽ nhận lại những cái tốt đẹp để cho quý vị đóng góp ý kiến bên trong cái căn nhà. Và bây giờ hãy cùng Hưng đi lên trên. Theo như Hưng nghĩ, nếu mà sửa chữa mà cái nội mà cái cầu thang đây cũng đỡ dơ nữa, là Hưng thấy là Hưng đi quay review là cũng thấy cũng mất điểm rồi nè. Và đây ở trên đây thì mình có một cái phòng ngủ. Thì phòng ngủ ở đây thì mình có toilet ở trong. Thì chắc chắn hồi nãy ở phía dưới quý vị thấy cái phòng đó nó nằm ở phía trước, là chắc chắn không có thể nào mà làm cái phòng ngủ. Và cái căn nhà đây nữa, khuyết điểm xây một trệt một lầu như thế này mà chỉ có một cái phòng ngủ đây thì cũng hơi bị phí. Căn nhà này là xây cũng hơi lâu rồi, nên là thiết kế lúc trước là không biết là gia chủ là xây để làm mục đích gì ở. Nhưng mà theo cái kiểu Hưng vào bên trong thì chắc chắn là Hưng sẽ không thích căn nhà này. Nhưng giá tiền của nó là 2,5 tỷ, theo Hưng nghĩ giá cũng vừa phải chứ không có cao. Và đây bên đây mình có một cái ban công. Thì ban công này thì chắc ấy rồi. Đây nè, đây là cái khu vực mà Hưng đang nói là cái phòng thờ nè. Thì thường thường mà xây nhà lầu lên thì đương nhiên là phải để cái phòng thờ ở trên. Nhưng mà cái phòng thờ ở đây nó bị lỗi phong thủy con cái là cái toilet, toilet nằm sát bên đây. Thì theo như quý vị, nếu như toilet mà mình thiết kế nằm ở phía sau cái phòng thờ thì nó có phù hợp hay không? Theo như Hưng nghĩ nó sẽ là lỗi phong thủy. Và đặc biệt là cái căn nhà này không phải là dành cho quý vị thiên về là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo gì. Hưng sẽ quay cận cảnh để bên trong căn nhà cho quý vị tìm ra hướng giải quyết, chứ không phải là mình đi chơi bài hoặc là phán một cái gì đó. Nên là đây là hình ảnh thực tế bên trong căn nhà. Và anh cameraman của Hưng đó là anh Nhịp Sống Nhà Đất. Nếu như quý vị mà yêu mến kênh của Hưng và anh Nhịp Sống Nhà Đất thì hãy vào phần mô tả bên phía dưới, Hưng có gắn đường link. Tại vì hai anh em là luôn tác nghiệp chung. Nếu như những cái thông tin trong một cái video mà Hưng mang lại chưa đầy đủ thì quý vị có thể vào thêm kênh của anh Nhịp Sống Nhà Đất để thêm những cái thông tin cần thiết nếu như quý vị quan tâm đến căn nhà ở đây. Và ở đây thì nãy giờ quay thì thấy anh Nhịp Sống Nhà Đất cũng là hơi bị nóng á. Hưng quay buổi sáng nhưng mà nó hơi bị nóng, là ảnh đổ mồ hôi nhiều quá. Thôi để ở dưới đây, Hưng đi xuống phía dưới đây cho nó thoải mái đi. Chứ còn mà thôi để Hưng lựa cái góc nào cho nó đẹp chút xíu. Mình sẽ di chuyển ra phía trước. Vâng. Thôi thì Hưng sẽ làm một cái kết ở đây nha quý vị. Với cái căn nhà, Hưng sẽ đọc lại thông tin cái căn nhà. Với cái căn nhà là diện tích 48,5 m², giá tiền là 2,5 tỷ. Và nếu như quý vị có quan tâm thì còn bớt một chút ít lọc. Và bề ngang là hơn 5 m. Và còn một cái điều quan trọng nữa là tới mùa mưa nha quý vị, căn nhà ở phía dưới đây chắc chắn nếu mà mưa nhiều chắc chắn nó sẽ ngập, chắc chắn luôn. Tại vì nó thấp hơn cái mặt đường Lê Hồng Phong của mình ít nhất là 50 cm, nên là chắc chắn là sẽ ngập. Và xung quanh ở đây là mình là kính, là giống như là hẻm cục. Nên là quý vị cứ xem đi và quý vị cứ đánh giá vào bên trong căn nhà của mình. Và nhược điểm hay là lỗi phong thủy gì đó thì Hưng đã nói trong video rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Hưng đến hết giờ này. Chúc quý vị ngày mới tốt lành.
Và rồi thì Hưng cũng đã ra cái đầu hẻm của đường Lê Hồng Phong và cái căn nhà hẻm đây quý vị. Bây giờ mình sẽ di chuyển trên tuyến đường Lê Hồng Phong này và xem thử các tiện ích xung quanh và đường xá trong bán kính 5 km tại căn nhà hẻm Lê Hồng Phong này sẽ như thế nào nha quý vị. Thì như quý vị cũng đã thấy thì xung quanh của mình điện máy xanh hoặc là thế giới di động, chợ lớn rất là nhiều. Phía trước của mình là mình sẽ di chuyển ra tới ngay chỗ Bùng Binh Nguyễn Tất Thành nè quý vị, với lại đường Lê Hồng Phong. Thì lúc trước thì ở phía trước quý vị cũng đã thấy đó là tuyến đường Nguyễn Tất Thành, mình sẽ di chuyển vào sân bay Cam Ranh nha. Và bây giờ Hưng sẽ vòng qua cái Bùng Binh này và sẽ chạy ra hướng biển trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Như quý vị cũng đã thấy ngay chỗ Bùng Binh của mình ở đây rất là nhiều cái tiện ích luôn. Và theo như quý vị thì quý vị nếu sở hữu cái căn nhà ở đây và gần các tiện ích như thế này. Đây là cái con đường của mình sẽ di chuyển ra tới ngay chỗ chợ Bình Tân và bệnh viện Tâm Trí nha quý vị. Này. Thì từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra tới ngay chỗ bãi tắm công viên thanh niên thì chưa tới 2 km đâu. Rất là nhiều hàng quán kinh doanh, rất là đầy đủ. Và nếu như quý vị cảm thấy căn nhà này có phù hợp hay là chưa phù hợp gì thì quý vị cứ để lại bình luận, đóng góp ý kiến để cho kênh của Hưng phát triển hơn và mang lại những video, hình ảnh hoặc là những cái thực tế hơn để cho quý vị đang là ở ngoài tỉnh hay là ở ngoài là Việt Kiều, Kiều Bào quý vị. Tại thật ra thì trong cái thời gian này Hưng vẫn đồng cảm với lại quý vị đang là nhà đầu tư và mua nhà. Thì có rất là nhiều trường hợp giống như là đang bán nhà một nơi nhưng mà khi lên xe di chuyển đi là tới một địa điểm khác. Nên vì sao là những cái thước phim mà những cái video Hưng quay là luôn luôn là thực tế và đúng hiện trạng căn nhà và đường xá xung quanh tại căn nhà đó. Thì với cái giá trị thực và Hưng luôn đồng cảm với lại quý vị, nên quý vị có yêu thích, yêu mến kênh của Hưng thì quý vị cứ để lại bình luận, đóng góp ý kiến cho kênh của Hưng phát triển hơn. Và đây là tuyến đường Hòn Diệu của mình. Thì tuyến đường Hòn Diệu của mình hiện tại bây giờ thật ra theo Hưng nghĩ là vẫn còn là khá ít người dân ở, vì hầu như là xây khách sạn, nhà nghỉ mini rất là nhiều quý vị. Ở đây thì mình vẫn có chợ nè, trường trạm rất là đầy đủ. Phía tòa nhà cao cao kia đó là khách sạn Savia nha quý vị. Hưng cũng đã có khoảng thời gian là 2 năm làm dịch vụ ở đây. Khách sạn Savia nằm phía trước của gần biển luôn quý vị. Đây nó phía bên tay phải của mình đó. Theo như quý vị là Hưng cũng đang chạy xe đó, thì quý vị thấy cái căn nhà của mình nếu như mà mình đạp xe đạp để mà hưởng không khí trong lành vào buổi sáng để mình đi tắm biển thì nó có thuận tiện cho quý vị không? Thì hầu như trên cái tuyến đường này là hầu như là thấy các cô chú lớn tuổi hay đạp xe đạp. Và đây là phía trước bãi tắm của mình nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.